Xin chào tất cả các em. Ở tiết 1, chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu về định nghĩa và tính chất của phép định tiến. Trong tiết 2 này, cô sẽ giới thiệu các em các dạng bài tập của phép định tiến. Thì đối với phép định tiến, cô chia thành hai dạng bài tập. Dạng 1 là các bài toán liên quan đến tọa độ. Và dạng 2 là sử dụng định nghĩa và tính chất của phép định tiến để giải quyết một số các bài toán trong hình học phẳng. Hôm trước ở tiết 1 chúng ta đã nghiên cứu các bài toán liên quan đến phương pháp tọa độ. Và chúng ta xét xong bài toán 1 là xác định ảnh của một điểm qua phép định tiến. Hôm nay cô giới thiệu tiếp với các em bài toán thứ 2 trong phần phương pháp sử dụng phương pháp tọa độ. Đó là xác định ảnh của một đường thẳng qua phép định tiến. Thì để giải quyết bài toán thứ 2 này, em cần phải nhớ cho cô tính chất sau đây. Đó là phép định tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Ta nhớ lại tính chất chúng ta đã học ở tiết 1. Nếu cô cho một phép định tiến theo vectơ B biến đường thẳng A thành A phẩy, thì chúng ta sẽ có A phẩy song song với A hoặc A phẩy trùng với A. Chúng ta sẽ sử dụng tính chất này để suy ra các cách giải của bài toán 2. Bài toán này có 3 cách giải. Cách 1, xem biết là một đường thẳng qua phép định tiến thì nó biến thành một đường thẳng. Vì thế, nên để xác định ảnh của một đường thẳng delta qua phép định tiến mà các em biết là một đường thẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua hai điểm phân biệt. Nên cô sẽ lấy hai điểm A, B phân biệt bất kỳ nằm trên delta. Sau đấy cô xác định ảnh của A và B lần lượt là A phẩy, B phẩy. Thì cái đường thẳng delta phẩy đi qua A phẩy, B phẩy chính là đường thẳng ảnh của delta qua phép định tiến. Chúng ta có cách 1. Chọn hai điểm AB phân biệt trên delta, xác định ảnh A phẩy B phẩy tương ứng đường thẳng delta phẩy đi qua A phẩy B phẩy chính là đường thẳng cần tìm. Sau qua phép định tiến thì delta biến thành delta phẩy. Ngoài ra chúng ta còn có delta trùng với delta phẩy hoặc delta song song với delta phẩy. Và khi delta phẩy trùng hoặc song song với delta thì hai đường thẳng này chúng ta phải chọn cùng một giác tư pháp tuyến. Vậy nên chúng ta có cách giải thứ hai là chúng ta dựa vào tính chất đường thẳng delta phẩy song song hoặc trùng với delta. Nếu đường thẳng delta có phương trình ax cộng bi cộng c bằng 0 và delta phẩy là ảnh của delta qua phép định tiến thì cũng có các tư pháp tuyến của delta phẩy có thể chọn bằng các tư pháp tuyến của delta. Mà delta có phương trình là ax cộng b cộng c bằng 0 thì vector phát tuyến của delta chúng ta có thể chọn là n có tọa độ là ab. Suy ra tọa độ vector phát tuyến của delta phẩy cũng có thể chọn là n tọa độ ab. Nên phương trình của delta phẩy sẽ có dạng ax cộng bi cộng c phẩy bằng 0. Cô ký hiệu phương trình này là 1. Như vậy muốn xác định phương trình 1 của delta phẩy chúng ta phải đi xác định c phẩy. Và muốn tìm c phẩy thì chúng ta làm bước thứ hai, đó là các em lấy điểm M bất kỳ thuộc delta, tìm M phẩy là ảnh của M qua phép định tiến. Khi đó M phẩy thuộc delta phẩy, nên các em thay tọa độ điểm M phẩy tìm được vào phương trình 1 của delta phẩy để tìm C phẩy. Và sau khi tìm được C phẩy, thì các em thay vào phương trình 1 của delta phẩy, các em sẽ thu được phương trình của delta phẩy. Ngoài hai cách giải trên, chúng ta có thể giải theo cách thứ ba, đó là sử dụng quỹ tích điểm. Với mọi điểm M tọa độ xy thuộc delta, phép định tiến vectơ V biến điểm M thành M phẩy, thì ta có M phẩy thuộc delta phẩy. Và khi đó chúng ta có biểu thức tọa độ x phẩy bằng x cộng A, y phẩy bằng y cộng B. Cô rút xy được x bằng x phẩy trừ A, y bằng y phẩy trừ B. Vì sao chúng ta lại rút xy theo x phẩy, y phẩy và ab? Bởi vì các em biết phương trình đường thẳng là gì? Đó chính là thể hiện mối liên hệ giữa hoành độ và tung độ của điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng. Mà chúng ta có được phương trình của đường thẳng delta rồi, tức là chúng ta có mối liên hệ giữa x và y. Vì thế nên chúng ta rút xy theo các đại lượng còn lại. Và các em thế vào phương trình của delta, các em sẽ thu được một mối liên hệ
giữa x phẩy và y phẩy, đó chính là phương trình của delta phẩy. Như vậy ở bài toán 2, để xác định ảnh của đường thẳng qua phép vị tuyến thì các em có thể giải theo ba cách. Và để hiểu rõ được ba cách trên thì chúng ta đi vào ví dụ 1. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, tìm phương trình đường thẳng delta phẩy là ảnh của phương trình đường thẳng delta có phương trình x cộng 2y trừ 1 bằng 0 qua phép vị tuyến vector V tọa độ 1 trừ 1. Xem đọc kỹ đề bài. Bài toán này cho biết phương trình của đường thẳng delta và biết phép vị tuyến theo vector V cho trước. Chúng ta đi tìm ảnh của delta. Cô sẽ hướng dẫn các em làm cái bài này theo 3 cách. Chúng ta có cách 1. Cách 1 bước đầu tiên là chúng ta đi xác định hai điểm AB bất kỳ trên delta hoặc MN tùy chúng ta ký hiệu. Đây cô ký hiệu giả sử điểm M. Cô lấy x bằng 1. X bằng 1 cô thay vào phương trình thì cô thu được y bằng 0. Như vậy cô sẽ thu được điểm M của tọa độ 1, 0 thuộc đường thẳng delta. Các bạn nhớ lại cách xác định tọa độ điểm thuộc đường thẳng có phương trình cho trước. Chúng ta có thể lấy x bằng giá trị bất kỳ thay vào tìm y hoặc y bất kỳ thay vào tìm x thì chúng ta sẽ được cặp xy chính là tọa độ của điểm nằm trên đường thẳng delta. X là hoành độ và y là cường độ. Và từ đây các em xác định luôn được tọa độ của điểm M phẩy là ảnh của M qua phép vị tuyến. Chúng ta phải nhẩm nhanh tọa độ M bằng tọa độ M phẩy bằng tọa độ M cộng tọa độ V. Hoành độ 1 cộng 1 là 2. Cung độ trừ 1 cộng 0 là trừ 1. Tiếp theo cô lấy một điểm N khác với điểm M. Lấy điểm N thì ở đây cô sẽ cho x bằng 3. X bằng 3 cô thay vào đây cô sẽ thu được y bằng trừ 1 thuộc delta. Và cô suy ra điểm N phẩy là ảnh của N qua phép vị tuyến. Và điểm N phẩy có tọa độ là gì? 3 cộng 1 là 4. Trừ 1 cộng trừ 1 là trừ 2. Cả hai điểm M phẩy và N phẩy đều thuộc delta phẩy. Như vậy chúng ta có delta phẩy đi qua M phẩy và N phẩy. Các bạn nhớ lại phương trình đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Có x trừ đi xm phẩy là 2 trên xn phẩy là 4 trừ đi 2 bằng y trừ đi y m phẩy trừ đi trừ thành cộng 1 trên y của n phẩy trừ 2 cộng 1. Chúng ta biến đổi quy đồng lên chúng ta sẽ thu được là gì? Này là trừ 1 nhân lên này ta sẽ được trừ x trừ 2 bằng 2 nhân với y cộng 1. Và các em sẽ thu được phương trình x cộng với 2y bằng 0. Như vậy chúng ta kết luận phương trình của delta phẩy cần tìm.
là x cộng với 2y bằng 0. Chúng ta có cách thứ hai. Cách hai là chúng ta sử dụng tính chất song song hoặc trùng nhau của delta. Vì delta phẩy song song hoặc trùng với delta nên là vectơ phát biến của delta phẩy chúng ta chọn cùng vectơ phát biến của delta. Như vậy delta phẩy có thể chọn vectơ phát biến là tọa độ 1, 2 bằng vectơ phát biến của delta. Và khi đó phương trình delta phẩy có dạng x cộng với 2y cộng với c bằng 0. Chúng ta lấy một điểm bất kỳ nằm trên delta phẩy. Ở đây có thể chọn điểm m phẩy. Xin lỗi, điểm m, chúng ta sử dụng cách một. Cô lấy điểm m có tọa độ 1, 0 thuộc delta giống ở cách 1 thì chúng ta suy ra điểm M phẩy có tọa độ 2 trừ 1 thuộc delta phẩy. Và khi đó m phẩy thuộc delta phẩy thì tọa độ m phẩy thỏa mãn phương trình delta phẩy. Nên cô sẽ thay tọa độ điểm m phẩy vào phương trình delta phẩy. X bằng 2, y bằng trừ 1, thay vào đây thu được 2 trừ 2 cộng c bằng 0. Suy ra c bằng 0. Và như vậy chúng ta sẽ thu được phương trình của delta phẩy tương tự cách 1 là 2x, xin lỗi, x cộng với 2y bằng 0. Chúng ta có cách thứ ba. Cách ba chúng ta sử dụng điểm nên cô giả sử điểm M có tọa độ tích y thuộc delta. Điểm M phẩy tọa độ x phẩy y phẩy là ảnh của điểm M qua thép bình tuyến. Và điểm M phẩy này đương nhiên thuộc delta phẩy. Và chúng ta có biểu thức tọa độ. X bằng x cộng a, a ở đây là hoành độ vectơ v là 1, y phẩy bằng y trừ 1. Từ đây con rút ra x bằng x phẩy trừ 1, y bằng y phẩy cộng 1. Và sau đây các em thay vào phương trình của delta. Chúng ta thay vào phương trình của delta.
chúng ta thu được là gì? X cos thay bởi x phẩy trừ 1, y cos thay bởi y phẩy cộng 1. Và thu gọn lại chúng ta cũng được x phẩy cộng với 2y phẩy bằng 0. Và vì là ở trong mặt phẳng OI nên các em bỏ cái dấu phẩy này đi, chúng ta sẽ thu được phương trình của delta phẩy. Là x cộng với 2y bằng 0. Tra xét bài toán tiếp theo. Bài toán 3, xác định ảnh của một hình. Một hình này có thể là đường tròn, parabol hoặc elip qua các tính tuyến. Thì muốn xác định ảnh của đường tròn, parabol hoặc elip, chúng ta có cách giải chung. Cách 1 đó là sử dụng quỹ tích điểm. Cách này tương tự như cách 3 đối với tìm ảnh của đường thẳng qua các tính tuyến. Giống cách 3 chúng ta vừa giải ở trên, ví dụ 1. Thêm giả sử điểm M tạo được tích Y thuộc hình H, M phẩy là ảnh của M qua các tịnh tiến. Khi đó M phẩy thuộc H phẩy. H phẩy chính là ảnh của hình H qua các tịnh tiến các thằng V. Như vậy khi đó chúng ta cũng có biểu thức tọa độ và các em giúp tích Y thế vào phương trình của H thì chúng ta sẽ thu được phương trình của H phẩy. Đây là cách làm chung cho bài toán xác định ảnh của đường tròn parabol elip. Còn riêng đối với đường tròn chúng ta có một tính chất đó là gì? Qua phép tịnh tiến thì đường tròn biến thành một đường tròn có cùng bán kính. Vì thế nên với đường tròn chúng ta có cách thứ hai. Giả sử cô có đường tròn C. Các tịnh tiến vectơ V biến đường tròn C thành đường tròn C phẩy. Với C có tâm là O bán kính R, C phẩy tâm O phải bán kính R phải bằng R. Như vậy muốn xác định được phương trình của đường tròn C phải, chúng ta phải tìm được tọa độ O phải và xác định được bán kính của đường tròn C phải. Bước 1, chúng ta tìm tọa độ O phải chính là ảnh của O qua phép tịnh tiến. Ảnh của O qua phép tịnh tiến. Bước thứ hai là xác định bán kính của đường tròn C phải chính là bán kính của đường tròn O luôn. Và khi xác định được tâm bán kính thì chúng ta hoàn toàn xác định được phương trình của đường tròn cần tìm. Chúng ta xét ví dụ. Ví dụ 1 của bài toán 3. Trong mặt phẳng OI tìm phương trình đường tròn C phải là ảnh của đường tròn C có phương trình x bình cộng y bình trừ 2x cộng 4y trừ 1 bằng 0. Qua phép tịnh tiến vectơ V với V tọa độ 1, 2. Em xin nghĩ một chút. Cô hướng dẫn cho em cả hai cách giải bài toán này. Bài toán xác định ảnh của đường tròn qua phép tịnh tiến. Chúng ta có cách 1. Cách 1 em sử dụng phương pháp quỹ tích. Thì các em giả sử điểm M tọa độ xy. Thuộc đường tròn C. M phẩy là ảnh của M có tọa độ x phẩy y phẩy là ảnh của M qua phép tịnh tiến. Và đương nhiên chúng ta sẽ có được M thuộc C thì M phẩy thuộc C phẩy. Nên chúng ta sẽ có biểu thức tọa độ
phẩy bằng x cộng a. A ở đây là 1. Y phẩy thì bằng y cộng b. B ở đây là 2. Từ đây các em rút ra x y. X sẽ bằng x phẩy trừ 1 và y bằng y phẩy trừ 2. Các em thế x y rút được ở đây vào phương trình đường thẳng c, đường tròn c. Tức là chỗ nào x thì các em thay bởi x phẩy trừ 1, chỗ nào y các em thay bởi y phẩy trừ 2. Ta được x phẩy trừ 1 tất cả bình cộng với y phẩy trừ 2 tất cả bình trừ đi 2 lần x phẩy trừ 1 cộng với 4 nhân với y phẩy trừ 2 tiếp sang bên này cộng với 4 nhân với y phẩy trừ 2 trừ đi 1 bằng 0 và thu gọn khai triển ra và thu gọn lại chúng ta sẽ thu được cái này là x bình phẩy bình, bên này là cộng với y phẩy bình, thu gọn từ bậc cao xuống bậc thấp, cái này khai triển ra là trừ 2 x phẩy, với trừ 2 x phẩy ở đây là thành trừ 4 x phẩy, trừ 4 y phẩy với cộng 4 y phẩy bên này, thu gọn hết, cái này là 1 cộng 4 là 5, 5 cộng 2 ở đây là 7, 7 trừ 8 là trừ 1, trừ 1, trừ 8 là trừ 9. Các em kiểm tra lại. 1 cộng 5, 1 cộng 4 là 5, 5 cộng 2 là 7, 7 trừ 8 là trừ 1. Thì nó sẽ được kết quả đây là trừ 2, trừ 1 với trừ 1 thì trừ 2. Ở chỗ này là 4 x phẩy trừ 1. 4 x thì chúng ta thay bằng y phẩy ở đây 2 lần. Cô bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Nó sẽ được là trừ 2. Chúng viết lại 2 lần. Bằng 0. Như vậy phương trình của đường thẳng C phẩy chúng ta thu được là gì? X phẩy bình phương cộng với y phẩy bình phương trừ đi 4 x phẩy trừ đi 2 bằng 0. Và trong mặt phẳng OY thì em viết lại phương trình của C phẩy bỏ góc phẩy đi. Ta được x bình cộng với y bình trừ đi 4x trừ đi 2 bằng 0. Cách 2. Thứ hai thì chúng ta sử dụng tính chất của đường tròn thì qua phép định tuyến đường tròn C biến đường tròn C biến thành đường tròn C phẩy có cùng bán kính. Như vậy đầu tiên chúng phải xác định được tâm và bán kính của đường tròn C. Các em nhớ lại cách xác định tâm của đường tròn khi phương trình viết dưới dạng như thế này. Dạng 1 và hệ số của x bình y bình bằng 1 thì các em có thể lấy hệ số của x y chia cho trừ 2, chúng ta sẽ được tọa độ của tâm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ được là 1 trừ 2 tọa độ tâm y. Bán kính không ký hiệu là R. Công thức của nó là bằng căn của a bình cộng b bình trừ đi c. C ở đây là trừ 1 và ab ở đây là tọa độ tâm y. Và kết quả thu được là bằng căn sau. Như vậy khi đó đường tròn C phẩy
sẽ được xác định như thế nào? Thứ nhất là tâm. Tâm y phẩy chính là ảnh của tâm y qua các định kiến. Và chúng ta có thể nhẩm nhanh tọa độ tâm y phẩy. Tọa độ y cộng tọa độ v thì ta sẽ thu được là 2, 0. Bán kính r phẩy bằng r và bằng căn 6. Như vậy các em sẽ suy ra được phương trình, có viết tắt phương trình là PT của đường tròn C phẩy. Là x trừ 2 tất cả bình cộng với y bình bằng r bình là 6. Các em nhớ lại phương trình của đường tròn, chúng ta có hai dạng phương trình đường tròn, dạng 1 và dạng 2. Em thể định dạng 1 hoặc chúng ta quy về dạng 2 giống phương trình cách 1. Và nếu như đề bài là bài trắc nghiệm và trong đáp án có phương trình ở dạng 1 thì em để dạng 1, còn nếu trong đáp án người ta đưa về phương trình dạng 2 thì các em quy về phương trình dạng 2. Đây là x bình cộng với y bình trừ đi 4x trừ đi 2 bằng 0. Như vậy để tìm phương trình của đường tròn, ảnh của đường tròn C cho trước, em ghi nhớ ta có thể giải theo hai cách. Cách 1 chúng ta sử dụng quy tắc quỹ tích, và cách 2 chúng ta dựa vào tính chất của đường tròn, đó là qua các định tuyến. Một đường tròn C sẽ biến thành đường tròn C phẩy có tâm y phẩy là ảnh của tâm y đường tròn C, và bán kính bằng bán kính của đường tròn C. Chúng ta sang dạng 2 là các bài toán khai thác định nghĩa tính chất và ứng dụng các định kiến, giải quyết một số bài toán trong hiệu phẳng. Ta xét luôn ví dụ 1 của dạng 2. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O, tìm ảnh tam giác AOF qua các định kiến theo vectơ AB. Lục giác đều là gì? Lục nghĩa là 6. Lục giác đều tức là đa giác có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau. Đây là hình ảnh của lục giác đều ABCDEF. Các đường chéo AB, BE, FC sẽ đồng quy tại một điểm O, thì O chính là tâm của lục giác đều. Và các em nhớ lại định nghĩa của các định tuyến. Tôi nhắc lại định nghĩa phép định tuyến. Một phép định tuyến vector V biến điểm M thành điểm M phẩy khi và chỉ khi vector M M phẩy bằng vector V. Như vậy muốn tìm ảnh của điểm M qua phép định tuyến vector V thì chúng ta phải đi tìm điểm M phẩy sao cho vector M M phẩy bằng vector V. Áp dụng với bài toán này, muốn tìm ảnh tam giác AOF thì các em phải đi tìm ảnh của các đỉnh của tam giác. Tức là chúng ta phải đi tìm ảnh của A, của O và của F. Xét phép định tuyến theo vectơ AB thì các em xem vectơ nào có điểm đầu là A, sao cho vectơ đó bằng AB. Chỉ dựa vào tính chất của lục giác đều, chúng ta có ngay này. Đây là hiển nhiên chúng ta có AB bằng chính vectơ AB, đúng không ạ? Nên ảnh của điểm A qua các định tuyến vectơ AB chính là điểm B. Điều này hiển nhiên chúng ta có, vì vectơ AB bằng vectơ AB. Thứ hai là chúng ta nên xác định ảnh của điểm O. Các em tìm vectơ có điểm đầu là O, sao cho nó bằng vectơ AB.
Thì dựa vào tính chất của lục giác đều, chúng ta có hai vectơ OC bằng chính vectơ AB. OC BA là hình bình thường. Vậy vectơ OC bằng vectơ AB. Vì thế nên phép định biến vectơ AB biến điểm O thành điểm C, điểm O thành điểm C. Bởi vì vector OC bằng vector AB. Tương tự chúng ta đi xác định ảnh của điểm F qua phép định biến vector AB. Thì dựa vào tính chất của hình lục giác đều, chúng ta cũng có vector FO bằng vector AB. FO bằng AB. Nên suy ra ảnh của điểm F chính là điểm gì? À, là điểm O. Bởi vì vector FO chính bằng vector AB. Như vậy chúng ta có ảnh của tam giác AOF chính là tam giác BOC. Em nhớ viết theo đúng thứ tự. A biến thành B, O biến thành C và F biến thành O. Thì chúng ta có ảnh của A, O, F chính là B, O, C. Bài tập về phép định biến thì nó còn có nhiều dạng khác nữa. Tuy nhiên trong giới hạn thời gian của chúng ta thì cô chỉ giới thiệu cho em một số bài tập cơ bản. Em về nhà làm thêm bài tập trong sách giáo khoa và trong sách bài tập tìm hiểu thêm ở trong các kênh thông tin khác các dạng bài tập về phép định biến. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các em.